bản tin trưa nay gồm những sự kiện sau medvedev nếu ukraine thắng nga dùng bom hạt nhân ramaphosa châu phi không đến để nhận quà ukraine tích cực xóa ảnh hưởng của nga kiếm sĩ ukraine được tuyển thẳng vào olympic thủ tướng ý xác nhận rút khỏi vành đai và con đường thanh niên trung quốc oán hận tập cận bình nổ kho pháo hoa tại Thái Lan. Chúa Giêsu vượt qua cám dỗ của ác quỷ. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Kính chào quý vị đến với chương mục tin tức sự kiện của kênh 60 giây tinh hoa, trời thứ hai, ngày 31 tháng 7. Kính chúc quý vị có một ngày mới ngập tràn năng lượng tích cực ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng quay lại với những bản tin nóng hổi nhất trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nước này có thể buộc phải dùng vũ khí hạt nhân nếu như chiến dịch phản công của Ukraine thắng lợi. Hãy tưởng tượng, nếu chiến dịch phản công của Ukraine do NATO hậu thuẫn thành công và sẽ toạt một phần lãnh thổ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân theo các quy tắc của một sắc lệnh từ Tổng thống Nga. Ông Medvedev vào hôm qua đã viết trên kênh mạng xã hội. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 29 tháng 7 đã cho hay không có thay đổi chiến trường nghiêm trọng nào được báo cáo trong những ngày gần đây và Ukraine đã mất một lượng lớn thiết bị quân sự kể từ ngày 4 tháng 6, thời điểm kỹ phát động cuộc phản công. Ukraine trong khi đó nói rằng tình hình cuộc phản công đang rất ác liệt với thương vong tăng cao từ cả hai phía. Tại mặt trận miền Nam, phía Nga tuyên bố đã có một cuộc tấn công vào khu vực kết nối cầu đường sắt giữa khu vực Kherson và Crimea. Cầu trong ga đã bị trúng hỏa tiễn Storm Shadow và bị phá hủy nghiêm trọng. Như vậy, con đường tiếp viện lương thực và đạn dược của Nga cho chiến trường cũng sẽ bị ảnh hưởng do quãng đường thực sự tăng lên gấp đôi. Việc hai cây cầu huyết mạch của Nga tại hai vị trí chiến lược, đó là Crimea và ga đều bị cắt, nói lên rằng người Ukraine đã phân tích rõ ràng và tấn công có chiến lược, thực sự hỗ trợ hiệu quả cho cuộc phản công của họ. Tại mặt trận Zaporizhia, các chiến binh Karadak của lực lượng tấn công Ukraine đã tiến về hướng Melitopol. Bộ Nội vụ báo cáo họ đã đến các vị trí ở gần Orihovo theo hướng Zaporizhia, các lực lượng Ukraine đã tiến vào sát Khrushchevka và tìm thấy phần còn lại của một máy bay ném bom Su-24M của Nga bị bắn rơi gần Bakhmut vào ngày 28 tháng 3 năm nay. Thông tin sơ bộ về khu vực Novochehorivka thuộc tỉnh Tugansk cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, hoặc là có thể lính Nga đã bị đẩy khỏi vùng này. Thông tin vẫn tiếp tục được các nguồn mở bổ sung cập nhật mới nhất từ chiến trường cho thấy ukraine đã tiến sát tuyến phòng thủ răng rồng verbov và đang giao chiến tại đây ukraine tiếp tục mở rộng trực diện về phía Verbove, đẩy xa hơn một chút về phía đông nam của robotine và gia tăng áp lực lên novoprovka hỏa lực tầm xa cũng khiến cho quân nga khó xoay trở tiếp tế trong bối cảnh cuộc phản công đang thiếu thông tin, một video xuất hiện cảnh hàng chục chiếc xe thiết giáp BMP với cờ trắng và hàng đoàn binh sĩ được cho là lính chiến đấu Ukraine ra đầu hàng. Đoạn video được chia sẻ trên các trang thông tin độc lập của Nga với tiêu đề Những người Ukraine đầu hàng để có tương lai, thay vì chết trong quá khứ của đế chế Hoa Kỳ đang suy si tàn. Nga cần tiếp nhận những người đàn ông này và giúp họ tìm thấy tương lai. Nếu gửi họ trở lại Kyiv, họ sẽ lại bị đưa vào máy xe thịt. Tuy nhiên sau đó, các blogger đã phát hiện ra đó chỉ là video cách đây một tháng, được UAV quay lại một cuộc trao đổi tù binh giữa Wagner và lính Ukraine gần Bakhmut. Những thông tin sai lệch liên tục xuất hiện từ phía Nga nhằm làm loạn thông tin của cuộc phản công của Ukraine nhất có thể. Nhưng cũng có những video về thiệt hại của người Ukraine khiến cho những binh sĩ Nga được khích lệ hơn. Đó là video tại trận chiến rìa phía Tây ở Robotine, khi một chiếc xe tăng đơn độc của Nga với sự hỗ trợ từ UAV trinh sát đã liên tục ngăn cản và bắn hỏng 8 xe thiết giáp của Ukraine đang tiến theo một dãy. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa trinh sát và pháo thủ, càng khẳng định thêm sự quan trọng của UAV trong chiến tranh hiện đại. Cho dù Nga đã bùng hết lực phòng thủ, nhưng rõ ràng lực lượng Ukraine đã ở sát tuyến phòng thủ răng rồng chính số 1 của Nga ở tỉnh Zaporizhia. Nếu Ukraine chọc thủng được nó thì họ sẽ chỉ còn cách tuyến công sự chiến hào lớn thứ hai và cũng là cuối cùng của Nga xuyên thủng ra tới biển Azov cách thành phố Melitopol chưa đầy 9 km. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Resnikov thừa nhận cuộc phản công đang tiến triển chậm hơn dự kiến. Hai nguyên nhân chính đó là thiếu vũ khí hạng nặng và binh sĩ Ukraine có ít thời gian để huấn luyện kỹ càng. Chính vì vậy, trong quá trình huấn luyện cấp tốc, binh sĩ Ukraine khó có thể phối hợp một đội hình lớn ăn ý. Tại lãnh thổ Liên bang Nga, vào hôm qua, tiếp tục có những UAV cảm tử không xác định đã tấn công vào tòa nhà 50 tầng của khu phố hiện đại nhất ở trung tâm Moscow. Các nhân chứng thông báo về vụ nổ trong khu vực các tòa tháp của thành phố vào sáng hôm Chủ nhật, ngày 30 tháng 7. Khỏi có thể nhìn thấy phía trên ngôi nhà và các dịch vụ khẩn cấp đã đến hiện trường. Vào lúc 3 giờ sáng, âm thanh của vụ nổ đã đánh thức cư dân của những ngôi nhà lân cận trên đại lộ Kutuzovsky, nơi bị UAV tấn công có trụ sở của Bộ Phát triển Kinh tế, Bộ Công thương và Bộ Truyền thông. Đài TASS đưa tin, sân bay Vnukovo ở Moscow đóng cửa đối với các chuyến đi và đến. Ngoài ra, tất cả các chuyến bay cũng bị chuyển hướng đến những sân bay khác. Thưa quý vị, tại cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo châu Phi với ông Putin, Tổng thống Zimbabwe, ông Emerson Nangagwa đã từ chối lời đề nghị cung cấp lương thực của Tổng thống Nga. Nói rằng Zimbabwe không cần thêm nguồn cung cấp ngũ cốc. Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu, các nước châu Phi biết ơn Liên bang Nga đã cung cấp ngũ cốc miễn phí, nhưng châu Phi không đến để nhận quà. Ông Ramaphosa kêu gọi nhà lãnh đạo Nga khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen, Điều này được tờ báo Pravda của Ukraine đưa tin cho biết. Chúng tôi đề nghị tiếp tục thực hiện sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Chúng tôi đã nói về sự cần thiết phải mở cửa Biển Đen và chúng tôi cho rằng Biển Đen cần được mở ra thị trường thế giới. Ông Ramaphosa nhấn mạnh. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là một thỏa thuận được thực hiện riêng giữa Nga, Ukraine và Liên Hợp Quốc. Nó đã được thống nhất vào tháng 7 năm ngoái tại Istanbul và đã được gia hạn nhiều lần kể từ đó. Tất nhiên chúng tôi hiểu rằng bạn đã hào phóng quyết định cung cấp ngũ cốc miễn phí cho một số quốc gia châu Phi đang gặp khó khăn nhất định. Chúng tôi rất tôn trọng điều đó. Tất nhiên, đó không phải là mục tiêu chính của chúng tôi ở đây, Tổng thống Ramaphosa kết luận. Kính thưa quý vị, theo hãng thông tấn quốc gia UK Inform, vào ngày 29 tháng 7, tượng đài mẹ tổ quốc ở thủ đô Kyiv sẽ được đổi tên lại thành Mẹ Ukraine nhân ngày lập quốc 28 tháng 7 của nước này. Tượng đài được xây dựng từ thời Liên Xô là biểu tượng của thủ đô Kyiv nói riêng và của Ukraine nói chung. Đặc biệt hơn là bức tượng mẹ tổ quốc là một trong số ít những tượng đài còn sót lại kể từ khi Ukraine tách khỏi liên bang Xô Viết. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp hội đồng học thuật và đưa ra một số quyết định quan trọng, trong đó gồm cả việc đổi tên bức tượng mẹ tổ quốc thành mẹ Ukraine, ông Yuri Shavchuk, Tổng giám đốc bảo tàng lịch sử quốc gia Ukraine về Thế chiến II nói với đài phát thanh Ukraine. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ukraine ông Kachenko đã lên tiếng ủng hộ việc gỡ bỏ huy hiệu búa liềm của Liên Xô trên tấm khiên của tượng đài và thay thế bằng biểu tượng của Ukraine. Thành phố Odessa là một trong những thành phố có mối gắn kết với nước Nga lớn nhất tại Ukraine. Tuy nhiên, người dân và chính quyền thành phố cảng này đang dần cắt đứt sợi dây này với Nga. Ủy ban Hội đồng thành phố Odessa cũng tổ chức một số cuộc họp định kỳ nhằm thảo luận về việc đổi tên hàng loạt con đường, quảng trường và một số địa danh trong thành phố. Bảo tàng mỹ thuật thành phố Odessa cũng đã gỡ bỏ các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến nước Nga ra khỏi bảo tàng này. Kính thưa quý vị, nữ kiếm thủ Olga Karlen đã giúp cho đội nữ Ukraine đánh bại đội tuyển Mỹ sau một trận đấu căng thẳng với tỷ số 45 trên 44 và lọt vào bán kết giải đấu kiếm thế giới 2023 vào ngày 30 tháng 7 vừa qua. Trước đó, Olga Kalen không thể thi đấu tại giải vô địch đấu kiếm đồng đội do bị liên đoàn đấu kiếm quốc tế trước quyền thi đấu bởi vì từ chối bắt tay kiếm thủ người Nga. Việc vận động viên Ukraine bị loại đã gây ra bê bối lớn, khiến cho Ủy ban Olympic Quốc tế sau đó đã cho phép Olga Kalen được tham dự Thế vận hội 2024, không cần qua vòng loại. Tiếp đó, Liên đoàn Đấu kiếm Quốc tế FIE đã đình chỉ việc rút quyền thi đấu của vận động viên này tại giải vô địch thế giới và cô đã được tiếp tục thi đấu. Chủ tịch IOC, ông Thomas Bach, gửi thư cho cô nói rằng: "Hãy yên tâm, IOC sẽ tiếp tục đoàn kết hoàn toàn với các vận động viên Ukraine và cộng đồng Olympic Ukraine trong những thời điểm cực kỳ khó khăn này." Các vận động viên Ukraine ở các môn thể thao quần vợt, Elina Svitolina và Marta Kostyuk cũng đã từ chối bắt tay các đối thủ người Nga và Belarus sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm ngoái. Tới hôm nay, Liên đoàn đấu kiếm quốc tế đã quyết định bỏ thủ tục bắt tay truyền thống trong một số bối cảnh nhất định. Chuyển sang một số tin tức khác trên thế giới. Thưa quý vị, Thủ tướng Ý Meloni từng cam kết sẽ rút khỏi sáng kiến vành đai và con đường trước khi đắc cử, Truyền thông Ý tiết lộ rằng, sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc vào hôm 27 tháng 7 vừa qua, bà Meloni đã lên kế hoạch cử hai phái đoàn đến Bắc Kinh vào tháng 9. Thủ tướng Ý Meloni xác nhận sẽ có hai phái đoàn, Mục đích chuyến đi đó là để tìm thời điểm và cách tốt nhất không ký tiếp vành đai và con đường, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Sergio Mattarella diễn ra một cách suôn sẻ. Ý là thành viên duy nhất của G7 tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Đây là sáng kiến liên kết Trung Quốc với châu Á, châu Âu và các nơi khác với một loạt các dự án cơ sở hạ tầng. Theo báo Reuters, bản ghi nhớ hợp tác Vành đai và Con đường được Trung Quốc và Ý ký vào tháng 3 năm 2019 sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Reuters trước chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử ở Ý vào tháng 9 năm ngoái, Bà Meloni nói bà không tán thành hành động năm 2019. Bà cho biết không có ý chí chính trị tán thành Trung Quốc mở rộng đến Ý và châu Âu. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, xã hội Trung Quốc ngày nay khiến nhiều người trẻ cảm thấy vô vọng về tương lai. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ nóng đoạn video bối cảnh tại một địa điểm kiểm tra danh tính. Theo đó một nam thanh niên đeo kính trong tình trạng không giữ được bình tĩnh đã tỏ ra vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, mắng chửi ông Tập Cận Bình, điên cuồng đập bàn và gào khóc trước mặt cảnh sát. Tại sao ông ta lại biến Trung Quốc thành như thế này? Các người hãy mau bắt giữ tôi có được không? Một số người chứng kiến đã thuyết phục anh ta đừng tức giận, nhưng anh ta quay lại cầm một chiếc ghế nhựa đập mạnh vào đầu của mình, khiến những người xung quanh chứng kiến cảm thấy kinh hoàng. Môi trường xã hội của Trung Quốc ngày nay đang khiến không ít người trẻ nước này phải chịu áp lực cuộc sống quá sức. Nhiều người cảm thấy tuyệt vọng về tiền đồ sự nghiệp, nên họ không kết hôn và không dám sinh con. Dữ liệu việc làm của Trung Quốc cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc nhiều lần lập kỷ lục mới, thậm chí có giáo sư Đại học Bắc Kinh ước tính tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc có thể lên tới 46,5%. Thưa quý vị, một vụ nổ xảy ra tại nhà kho chứa pháo hoa ở Thái Lan khiến 9 người thiệt mạng và hơn 110 người đã bị thương. Theo AFP, vụ việc xảy ra vào ngày 29 tháng 7 tại thị trấn Sungai Kolok thuộc tỉnh Narathiwat ở phía nam Thái Lan. Một nhà kho chứa pháo hoa ở Sungai Kolok đã phát nổ chiều nay. Thương vong mới nhất là 9 người chết và 115 người bị thương. Thống đốc Narathiwat là Sanan Pogasong cho biết. Đám cháy hiện đã được kiểm soát. Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật trong quá trình hàn thép do tòa nhà đang được thi công, ông nhấn mạnh. Các video trên mạng xã hội cho thấy một cột khói bốc lên khổng lồ trên không trung và nhiều cửa hàng nhà cửa, xe cộ bị hư hại nặng nề do sức ép của vụ nổ. Đài truyền hình Thai PBS đưa tin có tới 500 ngôi nhà bị hư hại do vụ nổ ở gần thị trấn biên giới với Malaysia. Six tiasen nhân chứng sống cách nhà kho 100 m cho biết: "Tôi đang dùng điện thoại trong nhà thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn như sấm sét và toàn bộ ngôi nhà của tôi rung chuyển. Tôi nhìn ra ngoài và thấy nhà đổ sập." Người nằm la liệt khắp nơi, khung cảnh thật sự hỗn loạn. Thưa quý vị, hội họa phục hưng ngoài đạt đến đỉnh cao về chi tiết và bố cục thì còn có một đặc điểm cũng khá thú vị khác, đó là lối kể chuyện trong tranh. Theo đó, khi thưởng thức một bức tranh, người xem sẽ nhìn thấy nhiều tình tiết khác nhau của một câu chuyện hoàn chỉnh. Bức Những cám dỗ đối với đấng Kitô cũng vậy. Nó miêu tả việc Chúa Giêsu đã vượt qua ba lần cám dỗ của ác quỷ như thế nào. Đầu tiên, khi Chúa Giêsu đang nhịn ăn trong 40 ngày liên tục, thì ác quỷ đến với một lời thách thức. Nếu ông là con thiên chúa, ông hãy biến đá này thành bánh đi. Bản thân Chúa Giêsu có quyền năng làm điều đó, nhưng ông đã không đáp ứng lại lời khiêu khích đó của ác quỷ, bởi vì quyền năng không phải là thứ có thể tùy ý hiển thị và phép lạ không phải là một thứ có thể phô trương, nếu có được sử dụng thì cũng chỉ là để cứu rỗi và mang lại chính tín cho con người. Sau khi cám dỗ ngài thất bại, ác quỷ vụt mang Chúa Giêsu lên tới nóc một đền thờ của Jerusalem. Nó tiếp tục dụ dỗ Chúa Giêsu -xu nhảy xuống với lời đường mật rằng Thiên Chúa sẽ ra lệnh cho các thiên thần nâng đỡ ông. Chúa Giêsu bình tĩnh đáp lại ác quỷ rằng ông sẽ không nghi ngờ Thiên Chúa của mình và rằng thử thách những gì Ngài giảng chính là một hành vi bất kính lớn nhất. Cuối cùng trên một ngọn núi, ác quỷ cho Chúa Giêsu thấy vẻ đẹp của trái đất và hứa hẹn rằng nếu Chúa Giêsu từ bỏ đức tin của mình, ông sẽ được toàn quyền cai trị trái đất này. Ác quỷ nói: tôi sẽ cho ông tất cả quyền lực và vinh quang vì tất cả là của tôi và tôi có thể cho ai tùy ý nếu ông thờ lạy tôi tất cả sẽ thuộc về ông tuy nhiên một lần nữa chúa giêsu lại thể hiện lòng kiên định của mình chính vì sự kiên định của chúa giêsu nên các thiên thần đã xuất hiện và ác quỷ bị bức bách phải chạy trốn ở phần dưới bức họa mô tả cảnh một người bị bệnh hủi đã được chúa giêsu chữa lành và đang được cha xứ làm lễ rửa tội Hình ảnh này cùng với câu chuyện về Chúa Giêsu vượt qua cám dỗ của ác quỷ đã gợi cho chúng ta thấy được một sự tịnh hóa. Hàm nghĩa của nó là con người có thể thoát khỏi tội lỗi và nhận được sự cứu rỗi thông qua đức tin. Ngắm bức những cám dỗ đối với đấng Kitô, người phương Đông chúng ta không khỏi có phần liên tưởng tới các chính giáo lớn trên khắp thế giới. Từ liên tưởng đó mà nói, bức những cám dỗ đối với đấng Kitô diễn giải theo văn hóa phương Đông thì hẳn có thể coi là chuyện cổ tu hành của một đấng giác ngộ. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức sự kiện trưa nay đến đây đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh 60 giây tinh hoa trong thời gian vừa qua. Một lần nữa, Y Ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.